Xin chào quý khán giả báo Lao động. Tôi chấp nhận 3 phút thử thách với người nổi tiếng. Thực ra tôi rất là dễ, món ăn nào tôi cũng thích. Nhưng mà chắc có lẽ là phở Việt Nam. Tôi cũng hay nấu ăn tối ở nhà và thường xuyên là tự nấu ăn. Cho nên là mỗi ngày tôi làm một món theo ý thích tùy tâm trạng. Thực ra thì cái thời gian của tôi huấn luyện là giờ hành chính. Ngoài giờ hành chính ra thì tôi vẫn có cái thời gian dành cho gia đình cũng như là bản thân tôi. Điều tiếc nuối nhất có lẽ là tôi đã để hụt mất rất nhiều cơ hội xuất ngoại, mà đấy là cái mà luôn luôn mong muốn của tất cả các vận động viên bây giờ cũng như là cá nhân tôi thời điểm đấy. Tại vì một phần cũng lý do khách quan là thời điểm đó là tôi cũng đang ở trong quân đội. Đến lúc về sau cơ chế mở hơn thì lúc đấy là tôi cũng có được lời mời, nhưng cũng vì một cái lý do nào đấy mà cuối cùng đến phút chót tôi lại không được xuất ngoại. Thành ra đấy cũng là cái điều mà tôi tiếc nuối nhất trong đời cầu thủ của tôi. Thực ra thì tôi thi đấu qua rất nhiều thời kỳ, rất nhiều thế hệ cũng như là rất nhiều cầu thủ. Ai cũng để lại ấn tượng rất là tốt với tôi. Nếu như với cái thời tôi còn thi đấu với chị Hà Thu Dậu hay là với chị Hoa đội Bưu điện ngày xưa, chị Trần Hiền, chị Lê Hiền, rồi chị Đặng Thị Hồng. Nói chung là rất nhiều cầu thủ mà để cho tôi cảm thấy rằng là mặc dù là xa cách tuổi nhưng mà khi mà vào trong sân thi đấu ấy, thì vẫn hàn gắn, vẫn có cái tiếng nói chung và vẫn là chị em theo một khối đoàn kết. Trận đấu mà tôi ấn tượng nhất là có lẽ là trận đấu với đội Philippines để mình đánh bán kết, để mà mình vào tranh cái huy chương đầu tiên, huy chương SEA Games. Đấy là cái tôi ấn tượng nhất và tôi nhớ nhất đến tận bây giờ. Theo tôi thì tôi cảm thấy là mình cũng dễ nhìn thôi, chứ cũng không đến mức độ mà như cái danh xưng đấy. Cái quan trọng nhất ý, thì khi khán giả dành cho mình những cái ưu ái đặc biệt đấy, mình phải hiểu được rằng là cái vấn đề chính của mình đó vẫn là chuyên môn, chứ không phải là những cái danh gắn mác hoa khôi mà không có chuyên môn ở trong đấy. Cái môn của bọn tôi hơn các cầu thủ bóng đá nữ rất là nhiều là vì bọn tôi vẫn giữ gìn được cái sắc đẹp, cũng như là thế hệ trẻ bây giờ các bạn ấy cũng rất là đẹp, thậm chí còn đẹp hơn cái thế hệ của bọn tôi rất là nhiều, và được sự quan tâm của truyền thông, báo chí cũng như là những cái hình ảnh thương hiệu bây giờ các bạn ấy có được là cũng nhờ có lẽ là một phần là sự quan tâm của truyền thông. Thành ra là mình thấy các bạn ấy cũng chín chu hơn về con người cũng như là về chuyên môn. Tôi không biết mọi người nghĩ như thế nào, nhưng cá nhân tôi thì ngoài lọ sữa rửa mặt, kem chống nắng và một lọ xịt khoáng ra thì tôi không có cái phương pháp dưỡng da hay là chăm sóc da gì cả.